Dạ, em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe. Thì hôm nay là cái ngày chính thức cô U70, sau khi mà cô kết hôn thì hôm nay là cô đi thử đồ cưới, rồi chiều ngày hôm nay là tổ chức đám cưới cho cô vào ngày chủ nhật là ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Thì đồ cưới thì cô đã xem cách đây mấy ngày rồi, thì hôm nay là đợi lại để là nhận đồ cưới để đi ra tiệc cưới cô chú anh chị. Đây trước mặt em đây là một cái trung tâm chuyên về đồ cưới và trang điểm cưới cô dâu, rất là chuyên nghiệp, nằm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ cô đang thử áo cưới ở phía trên bên trong, em mời cô chú anh chị cùng theo chân anh em bước vào trong mà. Đây. Dạ thì bây giờ hiện tại giờ là cô U70 đã đang có mặt tại cái showroom đồ cưới nha cô chú anh chị. Thì đó, cô đang thử cái đầm cưới rất là xinh xắn trẻ trung. Thì ngày hôm nay cũng hy vọng cô chú anh chị xem qua video cầu chúc phúc cho cô U70 trăm năm được hạnh phúc. Đây là một cái ngày vui trọng đại nhất của cô chú. Bên tay trái của em đây là một cô dâu rất là xinh tươi ha cô chú anh chị. Đây là cô dâu Hồng Đức. Còn chú rể bên tay phải của em đây là chú rể đang ngồi chuẩn bị thử áo vest, chú Toàn. Con chúc cô chú ngày trọng đại của mình trăm năm được hạnh phúc cho cô chú nha. Dạ rồi chú chuẩn bị thử đồ luôn đi chú. Dạ rồi chú thử đi chú. Đây. Hy vọng là chị chủ showroom ngày hôm nay khuyến mãi cho cô dâu và chú rể bộ trang phục. Thì những ngày tiếp theo có cô chú anh chị nào mà đi thử đồ cưới thì đến cái trung tâm đây rất là trang trọng nha cô chú anh chị. Đây đồ cưới rất là xinh xắn luôn nè. Bây giờ là bắt đầu là đây là chú Toàn đó đang thử. Chị cho em hỏi là trước giờ bên cái showroom tiệc cưới của mình thì có bao giờ mà chị có một cái cặp cô dâu chú rể nào mà xinh xắn hay là cái tuổi trẻ chung như chú Toàn với cô Hồng Đức đây không chị? Có hả? Nhưng mà chỉ có là giống như kiểu là kỷ niệm ngày cưới thôi, chứ còn là nếu mà cưới từ đầu thì chắc có thể là hơi hay là lần đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi anh. Kỷ niệm ngày cưới thì nói chung là đôi khi là 70-80 thì có nhiều. Dạ đúng rồi. Nhưng mà để mà bước vào tuổi 70 mà để tổ chức một cái tiệc cưới mà như thế này chắc là đây là lần đầu tiên. Dạ đúng rồi anh. Vì hôm nay bà chủ cái showroom đồ cưới có một cái giá ưu đãi khuyến mãi cho chú Toàn với cô Hồng Đức không ạ? Dạ thì nói chung là chắc chắn là có rồi anh, tại vì cô chú bây giờ nếu mà mới cưới thì bên em cũng sẽ có những ưu đãi cho cô chú. Rồi. Dạ. Dạ chị có thể đọc cái địa chỉ mình thường thường đó là bên em không nhận quảng cáo. Bên dạ. Em là cũng sự không nhận quảng cáo. Nhưng mà đây cũng là nếu mà chị có những cái gì ưu đãi thì thôi em có thể chị cô chú nữa là cũng ơn chị có thể đọc cái địa chỉ, cái thông tin, cái cơ sở của mình để dù là có cô chú anh chị nào chọn cái ngày cưới mình thì đến đây để thử những cái bộ áo cưới. Dạ, địa chỉ của bên em là 21A, mỗi điện thoại của em là 0904303. Em cảm ơn chị. Dạ, dạ. Hy vọng là quý khách nào mà có gia đình mình chuẩn bị ngày cưới thì cưới được đến tới cái trung tâm showroom. Dạ. Cứ địa chỉ của chị mà đi qua để chọn cái bộ áo cưới xinh xắn, bộ trang phục để chuẩn bị cái ngày vui trọng đại của buổi đời mình. Dạ, dạ. Cảm ơn chị đã lựa được. Dạ. Cái này hơi chặt. Hơi chặt là chú. Đó, giờ là cô với chú đang thử đồ không? Đó, cái ngày vui trọng đại của cô với chú thì cô chú cũng xin là gửi lời chúc phúc hạnh phúc đến cho chú Toàn và cô dâu Hồng Đức. Để nghe cô chú anh chị, chỉ còn khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì cô Hồng Đức sẽ lên xe hoa. Đó, hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Đó, về chung một mái nhà nha cả nhà. Cũng xin là cầu chúc phúc cho cô chú bạc đầu mãi phu thê. Cô chú anh chị nào mà để mà kết nối tình duyên hay là tìm người thân thất lạc thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn liên lạc với số điện thoại anh em của chúng em trên số điện thoại trên màn hình, thì anh em chúng em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị về cái kết nối tình duyên hay là tìm thông tin về thất lạc người thân. Chúng em hoàn toàn không phải là thu một cái phí nào, cô chú anh chị an tâm cứ mạnh dạn liên lạc số điện thoại trên màn hình để mình kết nối tình yêu thương để tìm lại nửa còn lại nửa hạnh phúc riêng của đời mình. Dạ xin mời cô chú anh chị cứ mạnh dạn liên hệ với tụi em. Đây giờ là dạ con chào chú Toàn, cô dâu Hồng Đức. Dạ thì hôm nay cô dâu và chú rể chuẩn bị bước lên xe hoa
thì chú rể và cô dâu có lời gì chia sẻ để gỡ đến quý cô chú anh chị còn vài tiếng thôi cái lễ cưới mình được tổ chức ra không ạ? Anh nói trước đi. Nói chung là hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, thì tôi mong rằng cộng đồng mạng là chúc phúc cho chúng tôi. Đó, nói chung là chúc chúng tôi là hạnh phúc, là mong là chúc phúc cho chúng tôi. Dạ con cảm ơn chú Toàn. Đây nha các bạn, quay đây cái bộ áo dài rất là xinh xắn nha cả nhà. Đó. Ôi sáng hôm nay trên đây xinh xinh quên hữu tình. Đấy ha. Bạn áo thử. Dạ dạ rồi, chú thử đi chú. Dạ cô Hồng Đức ơi, cô cho con hỏi là cô chọn cái showroom cái đồ đầm cưới mình ở đây, thì cái chỗ này là cô đến đây là mấy hôm rồi cô? Mấy ngày rồi là mình đúng là đi chọn cái bộ váy cưới cho mình rồi hả cô ha. Thì hôm nay thì thử lại để đến chiều đến giờ mình đi ra nhà hàng ha cô ha. Thì cái bộ này là cô thấy có hợp với cô không mà hay là mình có thử thêm bộ nào nữa không cô? Thôi thì một bộ này đủ rồi. Không, ý cô hỏi là cái bộ này hợp với cô chưa đó ạ? Cô thấy hợp chưa? Được rồi. Rồi, đây là cái ngày vui trọng đại nên là anh em của tụi con trong nhóm thì cũng để cho cô là tự quyết định mà tự chọn cho mình những cái trang phục ngày cưới, cái ngày trọng đại mà mình lên xe hoa mà. Nên là tụi con cũng là đại diện một lần nữa xin kính chúc cho cô chú hai trái tim cùng chung một nhịp đập về một mái nhà mãi mãi bên nhau ha cô chú ha. Rồi, dạ. Cảm ơn tất cả mấy em mà đang dạ. Nha. Ôm biết nói vậy. Dạ. Rồi cô dâu Hồng Đức có lời gì gửi lời đến quý cô chú anh chị khán giả trên cộng đồng để là chúc phúc cho cô chú cái ngày trọng đại, ngày vui, ngày hạnh phúc của mình không ạ? Cô cũng có lời chúc thì cũng không biết nói gì bây giờ đấy cô Diệp. Cảm ơn tất cả mọi người, nếu mà cứ xem video thì cô cảm ơn tất cả dạ. Mọi người thôi. Đó, không biết nói cả nhà. Gì hơn. Đây là cái bộ đầm cưới của cô rất là xinh xắn đây. Đó. Đây cái bộ đồ cưới của cô dâu. Dạ. Ông này đổi lâu. Dạ. Chú rể cả nhà ơi, chú rể đây. Chú rể nhìn giống như là thanh niên sáu múi ha. Đó. Quả bén nha nhỉ. Quả bén. Chú ơi chú, con ganh tị luôn rồi. Quả bén. Không, chú mặc bộ đồ này đẹp. Mặc bộ này sang. Cái cà la quát nữa. Cái cà la quát nữa chú, cà la quát nữa. Phải có cà la chứ. Dạ. Qua cái video ngày hôm nay là cái đừng tiệm ba. Cái tiệm showroom đồ cưới này là nổi tiếng luôn. Cô cái chỗ còn gì? Thôi cô, tại cô nói đùa cho vui nè. Xinh xắn nha. Đó, quá ngon luôn, quá bén chú ơi. Rồi thì con xin tấm hình nha. Ok. Được chưa, xong rồi hả? Dạ rồi. Thôi bây giờ cô chú thử đồ xong rồi ha. Dạ, thì mình lên đến nhà hàng mình mặc để là cô chú anh chị, cô chú di chuyển đi cho thoải mái. Thì thôi cô cứ thay đồ cho cô. Dạ. Chú thay đồ cho thoải mái. Trong hồi xử bây giờ. Nóng lắm. Nóng là đấy chứ. Dạ. Sao bà chủ là chắc hôm nay tài trợ đồ cưới luôn ha. Dạ. Dạ nhớ nha, trên video rồi đã hứa rồi đó. Dạ. Mới vừa thay đồ ra. Chú ghẻ nhà nhìn còn bén lắm. Chào mọi nhà. Dạ. Con cũng xin chúc cô chú cái ngày cưới trọng đại của mình là trăm năm được hạnh phúc. Chúc cô chú là hai trái tim về cùng chung một nhịp đập về một mái nhà hạnh phúc của mình là
luôn được hạnh phúc và vui vẻ ha chú ha. Thì cô chú anh chị đón xem cái video này, thì tối nay anh em sẽ chia sẻ thêm cái video tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới nha cả nhà. Cũng mời cả nhà xin kính chúc cho cô chú anh chị, cho chú và cô được trăm năm hạnh phúc. Và em cũng thay mặt cho cô dâu Hồng Đức và chú rể Toàn trăm năm hạnh phúc. Dạ thì video đến đây chú có chia sẻ gì thêm không chú? Thôi để tối mình gặp lại nha. Dạ con rồi, con cảm ơn chú. Cảm ơn thì video đến đây em xin tạm dừng. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào cái video tối nay tiệc cưới tổ chức tại nhà hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào. Dạ con chào cô Hồng Đức và chú rể chú Toàn. Thì bây giờ mà đồ mình thử xong hết hả chú? Bây giờ mình di chuyển về nhà hàng. Thì con cũng báo cho cô Hồng Đức và chú Toàn biết một tin vui là ngay sau khi mà hôm cái ngày mà cô ra đây để thay đồ cưới thì ở bên cái showroom đồ cưới cũng báo giá cho cô rồi. Nhưng mà hôm nay cái chị đây trước mặt em đây, cái chị mặc cái bộ trang phục màu đen là chủ showroom, thì có vừa chia sẻ với anh em con á là miễn phí cho cô về cái tiền mà đồ cưới, như là đồ quét của chú rể nè, rồi áo dài sari của cô dâu nè, nên là được miễn phí phần đó, nên cô chờ chú cũng an tâm ha. Thì con cũng thay mặt cô dâu Hồng Đức và chú rể chú Toàn gửi lời cảm ơn đến chị chủ shop kinh doanh đồ cưới, hoàn toàn để miễn phí cho cô chú cái ngày vui trọng đại của mình về trang phục cưới. Và cảm ơn chị rất nhiều. Đấy, đó, giờ chuẩn bị đi. Rồi, anh em mình di chuyển về nhà hàng ha. Còn cái gì nữa không ta?